Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip review và unbox cho các bạn bộ tai nghe Bluetooth không dây giá rẻ ha. Rồi, ok. Thì cái như các bạn thấy là cái bộ tai nghe Bluetooth không dây này mình mua với giá là 147.000 ha. Đó là bao gồm phí ship. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn coi. Thì về mình mua này á, thì bên bán hàng họ rất là cẩn thận ha. Họ có ghi chú cho mình nè: quý khách không nhận hàng nếu hộp có dấu hiệu mở trước ha. Quý khách vui lòng quay lại video lúc mở gói hàng, xin cảm ơn. Thì chưa biết chất lượng hàng như thế nào, nhưng về về quy cách đóng gói thì mình thấy rất là cẩn thận. Và nói chung là shop này đánh giá đầu tiên là 3 sao trước. Tiếp đến rồi, bây giờ mình sẽ khui ra ha. Về việc gói hàng thì khỏi bàn rồi, gói rất là cẩn thận. Rồi, ok. Đây. Đây là cái nhân vật chính của ta ha. Rồi trong đây có cái gì đây? À, trong đây có cái thư cảm ơn. Thư cảm ơn và một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Ủa, trong cái thư cảm ơn bỏ qua đi. Ủa, trong không lẽ trong cái tai nghe này không có sách hướng dẫn sử dụng hả ta? Đây, đây là bài hướng dẫn sử dụng ha. Đó. Rồi, đây bỏ qua một bên đi. Đây, đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Đây là cái bộ tai nghe không dây Bluetooth F9 ha. Rồi, mình sẽ mở ra. Thì trước khi mở ra, mình sẽ nói sơ qua lý do tại sao mình mua cái bộ tai nghe Bluetooth không dây này. Thì như các bạn đã biết, ở trên mạng rất 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 là nhiều bộ tai nghe Bluetooth không dây, nhưng đa số là của Trung Quốc, đúng không? Giá của nó cũng khoảng tầm 100 mấy ngàn, và nó thậm chí nó còn rất đẹp nữa. Nhưng vì sao mình lại mua cái bộ tai nghe này? Thì tại vì nó được sản xuất từ hãng Kamasan. Thì như các bạn đã biết thì hãng Kamasan là cái hãng rất nổi tiếng về thiết bị điện ha. Khi mà các bạn đi ra thiết bị điện hay các bạn mua một cái sản phẩm nào của Kamasan thì rất là dùng rất là tốt ha. Nói chung là một hãng có tên tuổi và biết đến ha. Thì vì những thông tin đó cho nên mình mua. Thà mua cái hãng nào mà nó có tên tuổi và mình biết, đúng không? Còn hơn là mua những hãng mà mình không biết tên tuổi. Đó. Thì ok, thì đây. Đây là cái bộ sản phẩm chúng ta ha. Ủa, sao vừa mở ra mà đèn nháy chớp cháy chớp cháy chớp cháy rồi ta? Đây, đây là cái dây micro USB để sạc và bốn cái đầu nghe. Thì đây, đây là cái nóc. Ô, cầm nó nặng tay các bạn à. Nhìn cầm rất là nặng tay. Ở đây miếng nhựa bóc ra luôn. Mua chủ yếu để đi review và test cho các bạn nghe mà các bạn xem mà. Ở đây thì nó có một cái màn hình LED. Ở đây. Ở đây. Ở đây là nó ghi là nguồn 5V 100A các bạn. Ủa, Smart Antenna ta. Wireless Bluetooth Headrest. Ở đây thì có một cái cổng USB out và in. Out tức là cổng USB out ra các bạn, in nó tới khi mà tức là các bạn cắm sạc á, hiểu không? Tức là khi các bạn cắm sạc á, thì các bạn phải cắm cái cổng nhỏ nha. Còn cổng này là không có chức năng sạc, nhớ nhé. Rồi, ok, thì đến cái phần chính của chúng ta, đó ha. Thì ngoài hai cái miếng cao su cho thì nó còn hai miếng cao su dính liền ở trên tai nghe, thì nó có một cái cho hai bộ khác bỏ trong bịch nữa. Thì lý do mình mua cái bộ tai nghe nữa là cái dock này á, là vừa là cái dock sạc mà cũng vừa là cục pin dự phòng nữa các bạn ạ. À. Cục pin dự phòng của nó là ở đây là không có chữ China ha. Cũng an ủi phần nào.
Rồi ok, đây là cái dock dự phòng của nó với dung lượng pin là ở đây là nó ghi chúng ta là model là F9 ha, version support và có thể là nghe gọi từ 4 đến 5 tiếng và nghe nhạc từ 4 đến 5 tiếng. Sạc pin thì 1 tới 2 giờ là đầy. Ở đây là ở nhiệt độ là nó kêu chúng ta bảo quản ở nhiệt độ là trừ 10 đến 55 độ C. À, pin của nó là 200 mAh các bạn à. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào coi thử pin này nó có chức năng sạc không ha. Bỏ vào. Ồ, nó hết luôn các bạn ạ. À. Nó sạc luôn ha các bạn thấy thấy pin nó nhảy không? À, bảo này rồi. Rồi, đó, quá đẹp luôn. Ui. Thì đây là cái tấm mica các bạn à, các bạn đóng lại. Thì các bạn cũng có thể quan sát được những cái đèn led nó hiện lên là nó đang sạc. Thì cái con số 85 này là con số gì? Mình nói cho các bạn biết luôn. Cái con số 85 này á, là con số pin còn lại của cái dock này ha. Tức là pin dự phòng á. Khi mà các bạn sạc đầy cái dock này á, thì nó lên tới con số 100. Rồi, còn hai cái đèn này á, tức là cái đèn này là khi mà nó sáng 4 nấc thì nó báo là cái tai nghe này nó đã được sạc đầy pin. Và bên này cũng vậy. Khi mà nó sáng 4 nấc thì nó đã sạc đầy pin ha. Đó. Nói chung á, về mắt nhìn á, thì thấy đã thích rồi. Hiện thông số rõ ràng, rõ nét và có cục pin dự phòng nữa thì ngon. Khi mà ví dụ các bạn nghe nhạc 4 đến 5 tiếng hết pin thì các bạn bỏ vào cái dock này sạc luôn. Không có cần cắm dây cho nó rắc rối ha. Rồi. Rồi, nó chỉ có vậy thôi. Thì phần đầu tiên đó thì mình sẽ làm unbox. Unbox tức là mở hộp ha, nói sơ qua những cái thông số của cái tai nghe này. Phần thứ hai á, mình sẽ nói về cảm nhận khi mình xài ha. Thì phần thứ hai thì để mình xài 1 2 ngày đã, mình sẽ có đánh giá chi tiết và mình sẽ nói liền vào cái video này luôn ha. Rồi ok, như vậy đã xong. Rồi ok, mình sẽ tóm gọn lại các ý và lý do mình mua cái tai nghe Bluetooth F9 này của Camasan. Thì lý do thứ nhất là Camasan là một hãng điện nổi tiếng ha. Nói về danh tiếng thì mình đã biết tới nó. Lý do thứ hai á là cái tai nghe này á là nó có cái đọc sạc luôn, là pin dự phòng luôn. Thì khi mà nó có pin dự phòng á, khi mà tai nghe các bạn hết pin á, thì các bạn bỏ vào sạc liền ngay tức khắc luôn, không cần cắm điện. Và lý do thứ ba là nó đẹp mắt, nó có báo đèn hiển thị thông số rõ ràng. Rồi chỉ vậy thôi. Rồi ok, còn về lý do cuối cùng là lý do mua hay là không mua thì mình sẽ đưa ra kết luận cho các bạn tự quyết ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Mình sẽ gắn thêm một clip phía sau nữa về tốc độ bass chép nghe của cái lọc âm của cái tai nghe này nó được rõ hay không. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Như vậy là mình đã xài cái tai nghe này đã được 1 tuần rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra cái bài nhận xét và các bước test và thử nghiệm của mình cho các bạn cùng lắng nghe và xem nhé. Thì đầu tiên mình đã test cái tai nghe này. Trước tiên là mình test nghe gọi, sau đó mình test nghe nhạc của nó nha. Thì nghe gọi mình test như sau. Mình test và nghe gọi mình tức là mình test nghe gọi tức là mình gọi bằng điện thoại á, tức là gọi bằng sóng điện thoại các bạn, tức là không gọi qua mạng á, thì chất lượng nghe gọi rất là tốt. Còn mà xài gọi qua mạng á, thì nghe cũng bình thường, nhiều lúc thì nghe hơi yếu một chút, có thể là do chất lượng mạng. Và tiếp theo là mình test ở trong môi trường là có tạp âm, tức là mình vừa chạy xe máy nha các bạn. Xe hơi thì không nói rồi, vừa chạy xe máy thì đầu dây bên kia họ bảo ra là thì vẫn nghe tiếng ồn nha các bạn, nhưng mà tiếng ồn nhỏ, không đáng để chú ý.
Tức là cái tai nghe này nó có chức năng lọc được tạp âm, nhưng mà lọc không hết thôi. Nói chung là ok, vẫn ổn. Và tiếp theo là mình test chức năng nghe nhạc của nó. Thì mình test, mình mở mấy cái bài remix. Nói chung là mình mở cái bài Buồn Làm Chi Em Ơi của Hà Lâm đó. Thì mình test, mình cảm nhận được bass rất là ngon luôn. Bass chép rõ ràng. Thì mình nói là bass chép rõ ràng, thì đối với cái tai nghe giá rẻ rồi nha các bạn, được không, mình không có nên so sánh với những cái tai nghe phân khúc cao cấp nha. Thì cái tai nghe này nó vẫn có bass chép. Nói chung là về nói chung á, mình đánh giá chung và tóm gọn lại thì cái tai nghe này với giá là 140 ngàn là rất đáng để mua ha, vừa rẻ và vừa đẹp. Còn bền hay không là thì phải xài một thời gian mới biết được. Rồi, ok, đó là những nhận xét mà mình đã xài cái tai nghe này trong một tuần qua. Về về mua hay là không mua là do các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chú ý theo dõi cái video clip của mình.